nhìn vô ở đây nó khó nha, chứ không phải dễ đâu á, nó khó đó. Này là không nè, đúng chưa? Này là không nè, cái nào lợi, cái nào bạn dễ biết lợi làm trước, cái này là cộng mấy, cộng ba nè, đúng chưa? Rồi cái chỗ này nè, làm ơn nuốt luôn nha, nuốt, chứ bây giờ mà chỉ nữa là không thể rồi đó. 8 phần 3 nuốt thôi. Vậy từ nè, cẩn thận nè, thấy số 2 không? Đó, thì phải nhân nhân 2, nhân 2. Vậy là từ 0 nhân 2 ra mấy? Không mà tăng lên mấy? 6, tăng 6, chốt cái chỗ đó chưa? Cũng y chang nè, thấy đây số 3 không? Lấy này nhân 3 giùm em, lấy này nhân 3 giùm em. Này ra mấy? 8 nè. Này là mấy? 8 mà xuống 0 giảm mấy? Không biết làm phép trừ. 6 với 8 bội chung nhiêu? Ba mấy giờ quên rồi. À không, 48. Bội chung nhiêu? 24. 24. Vậy 6 nhân mấy? Nhân 4. 8 nhân mấy? Nhân 3. Bắt đầu nhân 4 nè. Cẩn thận nha. 6 nhân 4 nè. Ở đây sợ sai. Nhân 4 đi. Đây phải nhân mấy? Tám. Chốt chưa? Tiếp. 8 thì nhân 3 nè. Chết rồi. Nhân 3 nè. Kiểm tra nhiêu? Chín. Chứng nè. Chốt chưa? Rồi kiểm tra là oxy giùm em đi. Quay. Về chưa? Vậy hệ số 8, 3, 9, 4 nó kêu gì? Tổng đi.